Rồi, Vinh xin chào các bạn nha. Đây là một chiếc Full LED, một dòng xe đang rất hot nè. À mà không, đây không phải là Full LED, đây là một chiếc quay 125 đúng nghĩa của quay luôn. Đó, bạn coi, một cái màu trắng nè, phối màu đỏ, xe rất là đẹp. Và chiếc xe này đến với shop hai bánh là để thay phục Racing Boy. Mặc dù chiếc xe chỉ có mới đi là anh camera có thể qua đây nè, để cho mọi người thấy được cái đồng hồ. Chiếc xe chỉ mới đi có 600 cây thôi, nhưng mà chủ xe vẫn quyết định thay cái phuộc Racing Boy cho chiếc xe của mình. Và cây phuộc đó bên dưới kia. Và đây cũng chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Phuộc Racing Boy úp lên cho quay 125. Rồi, chúng ta sẽ đến trước với cái công đoạn gáp phuộc, rồi Vinh sẽ nói nhiều hơn về cây phuộc này cho các bạn nghe. Thì các bạn vừa mới xem, đây là cái công đoạn mà ráp phuộc Racing Boy là dành cho chiếc quay 125 này. Đây là cây phuộc zin vừa mới tháo ra từ chiếc xe mà mới chỉ có 600 km thôi. Cây phuộc cũng còn rất mới, nhưng mà các bạn có thể thấy đó, thì cây phuộc zin sẽ lò xo là được cố định, lò xo là mặc định, không thể nào mà tăng chỉnh được. Một cây phuộc rất nhìn rất là đơn giản, và phần ti của bên trong của phuộc cũng là rất nhỏ. Còn đối với phuộc Racing Boy thì sao? Thì ở phuộc Racing Boy, chúng ta đây là một cái phiên bản có giá là 1.750.000 đồng. Đi kèm cùng với cây phuộc này sẽ là cái chế độ chúng ta có thể tăng chỉnh được cái phần độ nén của lò xo nè. Mặc dù khi đã gắn lên xe, nhưng mà chúng ta cũng có thể rất là dễ dàng tăng chỉnh bằng cách là chúng ta vặn chiếc vòng này, là chúng ta có thể nén được cái lò xo xuống, giúp cho cây phuộc của mình nhúng nặng hơn khi mà chúng ta chở hai nè, hoặc là khi mà chúng ta di chuyển trên những cung đường xấu thì chúng ta có thể thao tác dặn cái lò xo này ép xuống một chút xíu cho chiếc xe của mình được vững chắc hơn. Còn đối với cái chi tiết bình dầu này á, các bạn thấy khi mà gắn phuộc lên xe rồi, những cái chi tiết bình dầu này sẽ lấp đầy cái khoảng trống của cái phần gầm xe, giúp cho chiếc xe nhìn có vẻ hầm hố và hiện đại hơn rất là nhiều. Ti phuộc cũng lớn hơn, đem lại khả năng chịu tải tốt cho phuộc. Rồi, sau cái công đoạn gắn thử đó là đã kết thúc luôn cái công đoạn là gáp phuộc Racing Boy dành cho chiếc xe này rồi. Anh camera có thể quay gần để cho các bạn mà đang sử dụng quay và hay là phu chờ mà phiên bản đèn LED có thể thấy được là khi chúng ta lên phuộc Racing Boy bình dầu nè, là cái phần gầm xe là không cần khoét luôn nha, cả hai bên luôn. Có nghĩa là gáp như zin mà không cần phải cắt chế bất kỳ chi tiết nào trên xe. Rồi, và bây giờ Vinh sẽ giới thiệu về cái mẫu phuộc này và những cái phiên bản khác của Racing Boy có thể gáp được cho quay đến các bạn nha. Đối với phuộc dành cho quay nè, phu chờ và rim là sử dụng chung có chiều cao là 330mm nha. Thì đối với phiên bản lúc nãy mà các bạn coi trên chiếc quay 125 đó là sẽ có giá là 1.750.000 đồng. Còn đây là những cái dòng phuộc khác với nhiều phiên bản khác nhau. Và tất cả các dòng phụ của Racing Boy đều là được bảo hành 12 tháng một đổi một về lỗi của sản phẩm. Đó là bảo hành chính hãng luôn nha. À đây, Vinh thấy ở đây còn có một cái phiên bản khác cũng là dành cho quay rim luôn. Đó thì phần chân sẽ là màu trắng, phần chân trên chân dưới sẽ là nhôm đúc màu trắng, khác với phiên bản lúc nãy. Và cũng được tích hợp một chiếc bình dầu liền ở phía trên rất là đẹp. Phiên bản này thì cao cấp hơn, bởi vì không chỉ có thể tăng chỉnh được cái độ nén của lò xo, mà ở dưới chân nè, chúng ta còn có thể chỉnh được rebound, tức là cái độ hồi lên của phuộc nhanh hay chậm thì chúng ta có thể tăng chỉnh qua cái phần núm này.
Rồi, còn vào ngoài ra nha, còn một cái phiên bản vô cùng đặc biệt mà vừa mới cập bến ở Việt Nam và đã xuất hiện ở hai bánh, đó chính là phiên bản full đen ti vàng. Wow, một cái phiên bản rất là đẹp. Và phiên bản này cũng chỉ có là tăng chỉnh cái độ nén của lò xo thôi, không có tăng chỉnh rebound, cho nên phục này có giá là 1.650.000 đồng. Đối với một cái phiên bản full đen ti vàng thế hệ mới như thế này, với mức giá đó thì thật sự là quá hợp lý dành cho nhiều người chơi luôn. Vinh thích nhất cái phiên bản này khi mà gáp trên những cái dòng xe quay nè, hoặc là phu chờ màu trắng, gáp lên nhìn cái xe nó cứng cáp phải biết luôn. Rồi thì còn có những cái dòng sản phẩm khác thay thế như là bố thắng nè, Elite dành cho quay 125 hoặc là full chờ. Ngoài ra thì còn có đĩa thắng nữa nha. Đối với các bạn đi quay mà sử dụng phiên bản thắng đĩa trước hoặc là full chờ thì chúng ta có thể úp ngay một chiếc đĩa này với kích thước là 220 tương đồng với dĩa zin nè. Lỗ ốc là tương đương với lại mâm zin luôn. Ráp vô là tăng cái độ thẩm mỹ rất là nhiều cho chiếc xe của chúng ta. Và những cái hoa văn này ở trên đĩa khi mà xoay sẽ tạo ra hiệu ứng, nhìn nó rất là thích mắt. Và độ dày của chiếc đĩa cũng rất là đáng kể. Anh camera có thể quay cái độ dày của đĩa để cho các bạn xem. Thì đối với chiếc phu chờ, xin lỗi, đối với chiếc quay 125 lúc nãy thì các bạn thấy chiếc xe chỉ mới đi được là 600 km thôi. Và chiếc xe đó là theo như Vinh thấy là đang vẫn trong quá trình là road die. Thì đang trong road die chúng ta có thể sử dụng cái dòng nhớt này, Motul 3001 bán tổng hợp với dung tích 800ml vừa đủ dành cho phu chờ và quay game luôn. Với dòng nhớt này chúng ta sẽ được gì? Thì dòng nhớt này trong khoảng thời gian road die thì chúng ta sử dụng với một số km ít thôi, khoảng 500 cây là chúng ta phải xả ra rồi. Chúng ta có thể sử dụng cái dòng nhớt này để cho tiết kiệm được chi phí. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng dòng nhớt này cho nhu cầu đi lại hàng ngày vẫn được, nhưng mà chỉ sử dụng đến khoảng 1.000 cây là chúng ta phải thay nhớt mới rồi. Nhưng mà đây chỉ là một cái dòng nhớt bán tổng hợp thôi. Vinh không khuyến khích các bạn xài cái dòng nhớt này cho chiếc xe của chúng ta đi lại hàng ngày. Bởi vì nếu như sử dụng những dòng nhớt bán tổng hợp thì sẽ thiếu đi những cái chất phụ gia để bảo vệ cho cái phần động cơ của mình. Chính vì vậy mà Vinh luôn khuyên những khách hàng khi đến thay nhớt tại shop hai bánh là chúng ta nên sử dụng những cái dòng nhớt tổng hợp 100% để giúp bảo vệ của động cơ mình, để giúp bảo vệ động cơ mình được tốt hơn. Và Vinh sẽ ví dụ một dòng khác của Liwi Moly cũng là 10W40 nè. Nhưng mà đây là một cái dòng nhớt tổng hợp với dung tích cũng là 800 luôn, phù hợp với lại quay game và phu chờ quay 125. Hoặc nếu như các bạn muốn hướng tới những cái dòng nhớt khác thì bên shop hai bánh vẫn có, như là phức đây với đặc tính là mát máy, thì còn có am soi nữa. Với những cái bình nhớt này thì sẽ có dung tích nhiều hơn, thì mỗi lần đổ 800 thì chúng ta có thể tích trữ lại cái lượng nhớt dư, đến một khoảng thời gian nào đó thì chúng ta coi như sẽ được dư ra một bình, tính ra thì rất là lợi về kinh tế luôn. Còn nói về vỏ thì những cái dòng quay rim và phu chờ là cùng sử dụng chung một size mâm, đó chính là 17 inch. Thì đối với mâm 17 inch thì bên shop hai bánh sẽ có những cái dòng cao cấp đến từ Pirelli nè, Michelin và Michelin ở trên cao kia. Đây là ba thương hiệu cao cấp để đem lại cái độ bám đường cực kỳ tốt nè, hạn chế tình trạng ăn đinh và độ bền của vỏ rất là cao. Còn đối với tầm trung thì như thế nào? Sẽ có hai thương hiệu, đó chính là Aprilia ở bên trên đây, và một thương hiệu nữa sẽ gắn liền với rất là nhiều anh em mà thích quay game, đó chính là Dunlop nè, kiểu dáng gai thể thao và độ bền của vỏ rất là cao. Còn ở phân khúc bình dân thì chúng ta sẽ có là Maxxis nè, Camel và Rudride. Đó là ba thương hiệu bình dân được shop hai bánh tuyển chọn để đem đến sản phẩm chất lượng nhất cho người sử dụng. Rồi, nếu như các bạn có câu hỏi gì dành cho Vinh thì hãy comment bên dưới. Muốn mua hàng đến trực tiếp shop hai bánh, mua hàng online hoặc muốn được tư vấn thì liên hệ với số hotline là 0938 820202. Shop có nhận ship code cho những anh em ở tỉnh luôn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.